Xin chào tất cả quý bà con, quý anh chị các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm tiếp cập nhật cơ sơ qua tình hình thất thái vào buổi sáng hôm nay ở khu vực còn sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Chúng bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá đất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá đất hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, hình giá đất Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang ở khu vực miền Tây. Thì đầu tiên là hình đất Thái ở khu vực miền Tây thì mới nhất giao động từ 38.000, kem lớn là 36.000, kem nhì là 26.000 và mít kem 3 giao động từ 14-15.000. Mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua mít chợ với giá động từ 5.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An mít chợ giao động từ 39.000, kem lớn là từ 37.000, kem nhì là 27.000 và mít kem 3 giao động từ 15.000. Mít chợ hiện nay khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua mít chợ với giá động từ 5-6.000. Khu vực Tiền Giang, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít chợ giao động từ 40. Kem lớn dao động từ 38, kem nhỏ là 28, kem nhì là 28 và mít kem 3 dao động từ 16.000. Mít chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua mít chợ với giá động từ 6.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn tình giá mít ở những khu vực khác như khu vực miền Đông, khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu thì mít nhất dao động từ 32.000, kem lớn là 28.000 và mít kem nhỏ dao động từ 13.000. Mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai thì thương lái đang mua mít chợ với dao động từ 3-4.000. Khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít dao động từ 29.000, kem lớn là 25.000 và mít kem nhỏ dao động từ 12.000. Mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua mít chợ với dao động từ 3-4.000. Ngoài ra thì giá mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nguồn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần. Mà thương lái mua có thể chênh lệch lên xuống như các vườn mít là từ 500-1.000 tùy theo từng nơi, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển khác nhau. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây.